sau khi Manchester United nhận thất bại 1-2 trước Manchester City, thủ môn của Quỷ Đỏ De Gea đã bị nhận nhiều lời chỉ trích từ các huyền thoại của câu lạc bộ. De Gea là thủ môn đã giành danh hiệu găng tay vàng ngoại hạng Anh mùa giải năm 2022 đến năm 2023 với 17 trận giữ sạch lưới. Tuy nhiên, các huyền thoại của Quỷ Đỏ nói rằng màn thể hiện của thủ thành người Tây Ban Nha trong trận chung kết là rất tệ, nhất là ở bàn thua thứ hai. Lẽ ra De Gea phải cản phá được cú đá rất nhẹ của Ilkay Gundogan. Cựu thủ môn của Manchester United, Peter Schmeichel chia sẻ trên kênh BBC, đáng lẽ De Gea phải cản được bàn thua đó. Tôi rất bất ngờ khi thấy bóng lăn vào lưới. Dường như De Gea không tập trung vào trận đấu, thắng cúp FA. Manchester City hoàn thành 2/3 tham vọng hat-trick danh hiệu không những chỉ trích người khác đề của Manchester United trên sóng truyền hình kết thúc trận đấu tại Wembley. Peter Schmeichel đã xuống sân và có cuộc trao đổi với De Gea. Cựu đội trưởng Manchester United, Roy Keane cũng tỏ ra ngán ngẩm trước màn trình diễn của De Gea. Roy Keane bức xúc sau trận trên kênh ITV, Manchester United phải có một thủ môn mới. Họ cần một tiền đạo đẳng cấp thế giới và một thủ môn mới. Họ cần một số cầu thủ khác và một số sức mạnh về chiều sâu, nhưng họ cần một thủ môn mới. Tôi phát ngán khi nói điều đó về De Gea rồi. Đó là điều đơn giản với những thủ môn hàng đầu, nhưng nó đã cho thấy sự khác biệt ngày hôm nay. Bạn mong đợi thủ môn của bạn sẽ cứu thua, nhưng anh ấy đã không làm vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta đang chứng kiến những màn ăn mừng của Manchester City. Đối với Manchester United, họ cần một thủ môn đẳng cấp thế giới và anh ấy thì không. De Gea không thể cản phá cả hai cú sút xa của Ilkay Gundogan. Dấu bé bước, theo trang WhoScore, De Gea là cầu thủ thi đấu tệ nhất trận chung kết cúp FA và anh chỉ nhận được số điểm là 5. Tuy nhiên, bất chấp những chỉ trích De Gea, huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn bảo vệ thủ thành số 1 của Quỷ Đỏ. Huấn luyện viên người Hà Lan chia sẻ, nói như thế này: "Chúng tôi đang đi đúng hướng, nhưng có những vấn đề trong trận đấu mà chúng tôi phải giải quyết. Cải thiện chúng là thứ chúng tôi sẽ làm nếu chúng tôi muốn thực hiện bước tiếp theo và giành các danh hiệu. Tôi sẽ không đề cập đến việc không chuyên nghiệp, nhưng với tư cách là một đội, chúng tôi sẽ giúp đỡ nhau, hoàn thành những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tôi chỉ có kế hoạch của riêng mình là cải thiện đội bóng. Tôi sẽ đấu tranh cho những ý tưởng đó và nói với câu lạc bộ những gì chúng tôi phải làm vì điều đó. Tôi phải làm việc để trở nên tốt hơn trong mùa giải tới. Vấn đề không phải là những cầu thủ giỏi hơn, mà là làm việc từng ngày để phát triển và tiến bộ đội bóng." Ngoài việc khẳng định sự tin tưởng De Gea, huấn luyện viên Erik ten Hag tiết lộ thủ thành 32 tuổi vẫn nằm trong kế hoạch của ông ở mùa giải tới. Hiện Manchester United vẫn đang làm việc với người đại diện của De Gea để thống nhất các điều khoản cho một bản hợp đồng mới.